Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh tử vi tâm linh hàng đầu Việt Nam, được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, việc xem tử vi cho tuổi Đinh Sửu trong tháng 1 là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Qua việc xem tử vi thì quý vị cũng nắm bắt được vận cát hung trong cuộc sống của mình. Và cụ thể hơn thì việc xem tử vi cho tuổi Đinh Sửu trong tháng 1 âm lịch thì bạn sẽ biết được là qua tháng 1 của mình như thế nào, vận hạn ra sao, về công việc, tiền bạc có được thuận lợi hay không, cũng như là tình duyên gia đạo sức khỏe thì có những chuyển biến như thế nào. Phần luận giải tử vi được xây dựng và tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các chuyên gia hàng đầu về tử vi trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy cho nên đây chính là một phần luận giải mà có thể nói rằng là rất là chính xác cho tử vi của tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 1 âm lịch và cũng vô cùng đầy đủ thưa quý vị. Qua việc xem tử vi thì thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra các lời khuyên giúp cho quý gia chủ Đinh Sửu tránh được những vận hạn và có được những bước đi gặt hái nhiều tài lộc và may mắn trong cuộc sống. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi cho tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 1 âm lịch ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 mệnh giản hạ thủy có đặc trưng là rất nỗ lực làm việc, cũng chẳng hề gian nan khó khăn mà luôn hướng tới mục tiêu đã định. Họ đặc biệt không thích ồn ào, không thích gây chuyện thị phi. Gặp người yếu đuối họ sẵn sàng giúp đỡ hết mình chứ tuyệt nhiên không có ý định hiếp đáp. Người này có tinh thần nghĩa hiệp, hiếm có, luôn đứng về phía lẽ phải. Họ không run sợ trước cường quyền, không khoanh tay bó gối, đứng nhìn kẻ xấu, chẳng nhắm mắt làm ngơ khi thấy người nguy nan. Người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có tố chất lãnh đạo, cũng có chủ kiến riêng. Họ không dễ gì khâm phục người khác, nhưng nếu gặp người khiến họ tâm phục, khẩu phục thì sẽ chẳng ngại ngần mà tán thưởng. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Sửu tháng này khá ổn. Trong quá trình làm việc, ít nhiều gì bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm. Miễn là bạn có thể chịu áp lực, tuy nhiên các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Sức khỏe của nữ Đinh Sửu tháng này khá ảm đạm, bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát. Ngoài ra thì nữ Đinh Sửu phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại và xe cộ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Tình cảm tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có phiền muộn và không tìm được tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình, đây là một tháng bất lợi nếu bạn muốn tiến tới hôn nhân. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp nhâm dương thủy nên gọi là chính tài, nghĩa là thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Sửu cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Đinh Sửu trong tháng 1 này vận trình sự nghiệp có biến động khá lớn, bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Chẳng những thế, sự cứng nhắc linh hoạt trong giải quyết vấn đề của con giáp này còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng, vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy, mặc dù dành nhiều thời gian cho công việc, con giáp này vẫn chẳng có được mục tiêu mình mong muốn, đường công danh sự nghiệp mịt mù, những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần phải giải quyết, có thế mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Nếu quyết định tiếp tục theo đuổi con đường học hành, bạn cũng sẽ có được những bước tiến nhất định. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn có thể tích lũy được nhiều kiến thức hữu ích cho tương lai. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ Đinh Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 1 âm lịch, việc kiếm tiền của tuổi Đinh Sửu không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Nếu là người năng động, bạn có thể bắt tay vào các công việc làm thêm cũng sẽ kiếm thêm được một khoản dư đôi khá khá. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình.
nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm, đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, một số hung tinh kích phát, suy nghĩ tiêu cực, tự ti khiến cho gia chủ có thể cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ cần giữ trạng thái tinh thần lạc quan và tích cực thì bạn sẽ dần tìm ra hướng giải quyết cho mọi việc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng, thời gian làm việc nghỉ ngơi cũng như thường xuyên vận động để có một sức khỏe tốt. Các quý gia chủ tuổi Đinh Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là pháp khí phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng 1 năm 2022 âm lịch là lúc mà tuổi Đinh Sửu sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên con giáp này phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Con giáp này mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng với những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Bạn có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Bạn cần tâm sự, chia sẻ và nói rõ nỗi khổ tâm của mình, khó khăn của mình đối với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Bạn cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm khó khăn của mình để cả hai có những phương án giải quyết tốt nhất. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Đinh Sửu trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 1 năm 2022, tức ngày 11 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 1 năm 2022, tức ngày 23 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Sửu trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 1 năm 2022, tức ngày 4 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 1 năm 2022, tức ngày 16 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức ngày 28 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiện đang hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này.
Qua phần luận giải của phong thủy gia cát thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 1 âm lịch và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Đến đây thì thời lượng chương trình khép lại. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng ngay sau đây của Phong Thủy Gia Cát ở ngày mai.